hôm nay chúng ta cùng tề tụ đông đủ về đây đồng nghĩa với việc ngày chúng ta chờ đợi cũng đã tới. Lễ xuất quân chiến binh Rồng Xanh là một tiếng còi khai cuộc, báo hiệu hành trình của chúng ta bắt đầu. Từ hôm nay, các bạn và chủ đầu tư của tập đoàn TTB sẽ chính thức đồng hành cùng nhau, chung sức, nỗ lực, mang kinh nghiệm, hiểu biết và nhiệt huyết của mình để góp phần đưa Green Dragon City sớm trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản tại Quảng Ninh, Cẩm Phả nói riêng và miền Bắc nói chung. Tràn đừng lo lắng.